Xin chào tất cả các bác. Rất nhiều bác hỏi khi mà ăn quả nho thân gỗ thì có vị như thế nào, và đặc biệt là nho thân gỗ tứ quý thì có ngon hay không, mà nhiều người trồng đến thế. Thì ngay bây giờ nhà vườn Vũ Tiến đang đứng trước hơn 100 cây nho thân gỗ tứ quý loại 10 năm tuổi và đang có rất là nhiều hoa và rất là nhiều quả. Và bây giờ nhà vườn sẽ tới một cây đang quả rất là chín và to, thì nhà vườn sẽ tư vấn cho các bác và ăn thử trực tiếp ở trên cây luôn, xem nào nó có cái vị như thế nào, để các bác cảm nhận và các bác có thể là hiểu về nho thân gỗ tứ quý. Đây các bác có thể quan sát thì bên cạnh nhà vườn Vũ Tiến đây là một cây nho thân gỗ tứ quý khá là to và khá là già. Cây này tuổi thọ là 15 tuổi rồi. Và quả thì đây các bác xem này, đây. Quả thì bây giờ nó đang là rất là chín rất là nhiều. Đấy, thì em sẽ ăn thử một vài cây xem nào cái chất lượng của nó sẽ như thế nào để chia sẻ cho các bác. Thì bây giờ em sẽ vặt trực tiếp ở trên cây nha các bác nhá. Thử vặt thử trực tiếp ở trên cây xem như thế nào này các bác này. Đó. À, quả rất là sai luôn. Đây, em vặt được em vặt được 7 quả. Đấy. Được 7 quả thì là cái cây này ấy, thì nó là cây mới về, nó chưa được khỏe nên là nó cái tỷ lệ quả của nó sẽ nhỏ hơn so với các cây khác. Thì một lát nữa em sẽ tìm một số cái cây quả nó to hơn. Đây em sẽ ăn thử nhá. Đây các bác này. Khi ăn thì các bác nột vỏ ra như thế này này. Đấy, nột vỏ ra như thế này. Bên trong thì nó có cái màu trắng rất là đẹp và có rất là nhiều nước ở bên trong, và đặc biệt là có hạt nữa. Đây em sẽ ăn thử nhá. Cây này thì có một hạt, quả này có một hạt và ăn rất ngọt, bởi vì hôm nay là thời tiết nó rất là nắng, thế nên là cái hàm lượng đường ở trong cái quả nho thân gỗ này nó cô đọng lại, thì ăn nó phải nói là siêu ngọt. Đấy, bên cạnh đó thì là ngọt nhưng mà nó cũng có một chút xíu, không đáng kể. Đấy, một vị gọi là thanh mát, hơi chua nhẹ một tí. Đấy, nó cũng là một cái sự review rất là chân thật của em. Em ăn tiếp quả thứ hai nhé các bác nhé. Đấy, mình cứ bóc vỏ này ra ăn này. Đó, trông rất là bắt mắt, màu rất là đẹp luôn. Phải nói là rất ngọt, rất thơm, vị thanh mát, và đặc biệt là cảm nhận cái vị này nó giống như kiểu cái vị sữa, rất ngon luôn, phải nói là tuyệt vời. Và bây giờ em thử ăn cái vỏ của nó xem nó sẽ như thế nào. Cái vỏ của nó thì có vị chua nhẹ và ăn rất giòn, và đặc biệt là khi mà ăn những cái quả này đấy thì là nó bổ sung rất là nhiều cái hàm lượng kẽm có trong quả nho thân gỗ, thì ăn nó rất tốt cho rất tốt cho sinh lý của nam giới, rất là tốt. Và cái loại này thì các bác có thể dùng để ngâm rượu cũng rất là ngon luôn và bổ, mà rất là nhiều người yêu thích. Trên thị trường bây giờ thì đang rơi vào khoảng tầm từ 350.000 đến 400-500.000 tùy theo nhà, những nơi mà cái chất lượng nó như thế nào, quả nó to hay bé. 1 kg như thế này, 1 kg quả như thế này rất là đắt mà cũng không có để mua. Còn khi mà họ anh ngâm rượu vào thì người ta bán có thể là vài chục triệu một loại chai rượu. Nhưng bây giờ thì tự sản xuất ra thì giá nó có thể là rẻ hơn rồi, nó không đến cái giá như ngày xưa. Đây, mời các bác xem. Đấy, những cái cây đây các bác này. Đây, cây này cũng mới về, hàng em mới về, nó cũng đang đậu rất là nhiều hoa này, quả này, đang đậu rất là đẹp luôn. Cây như thế này thì đảm bảo là bảo hành cho các bác là ra hoa ra quả quanh năm, và lúc nào cũng hoa quả. Bất cứ cây nào cũng như nhau hết, không có cây nào khác cả. Đây, kể cả những cái cây như thế này đều ra quả ra hoa rất nhiều. Rất là sai. Cây như thế này đấy, quả rất là nhiều luôn. Đấy. Sao, các bác này. Đấy, cây này cũng thế. Wow, tuyệt vời luôn các bác ơi.
nhà vườn Vũ Tiến thì muốn giới thiệu cho các bác một cái cây này nữa. Ôi trời, cây này thì nó vừa mới lại đậu quả luôn, mà thực tế ở trên cây là vừa có quả chín này, vừa có hoa và vừa có quả xanh đây các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn đây. Trái này còn to ơi là to luôn này. Đấy, trái này to luôn này. Ui giời, em giật ra này. Trái này rất là to luôn các bác này. Đó. Đấy, to hơn cả ngón tay cái của em luôn. Đấy, rất là to và rất là ngon luôn. Em sẽ ăn thử trực tiếp nha. Trái này thì khả năng rất là ngon. Vỏ thì khá là mỏng này các bác này. Vỏ thì khá là mỏng. Đấy. Rất ngon, quá ngọt và đậm vị. Hôm nay thì thời tiết nắng rất là to nên là cái vị của nho thân gỗ thì nó rất là đậm. Thì các bác nào mà ăn nho thân gỗ rồi thì các bác biết được cái vị của nó rồi. À, em không thể nói sai, ăn nó rất là ngon luôn. Đấy, số lượng của nhà vườn thì rất là nhiều đây các bác này. Đấy, cây này cũng rất là đẹp luôn này. Đấy, cây này một thân rất là đẹp. Đấy, cây này để các bác xem cái kích thước của nhà vườn bên em này. Đấy, cây vanh của cây này nó rơi tầm 25 phân đến 30 phân. Đấy, rất là đẹp luôn. Cây thì quá là tuyệt vời, ra rất là nhiều hoa nhiều quả. Các bác có nhu cầu mua những cái cây đẹp to như thế này thì các bác liên hệ cho nhà vườn Vũ Tiến qua số hotline là 0388 744 666. Nhà vườn sẽ tư vấn cho các bác. Các bác có cần hỏi thêm bất cứ câu hỏi gì về nho thân gỗ hay là muốn giải đáp một cái gì, điều gì đó về cây ăn quả thì các bác cứ bình luận ở phía bên dưới video. Nhà vườn Vũ Tiến sẽ giải đáp thắc mắc cho các bác. Xin cảm ơn tất cả các bác.